Chúc quý bạn hữu đồng tu trong và ngoài nước thân tâm thường an lạc, mạnh khỏe, hạnh phúc, bình an. Các bạn ơi, tôi cũng không phải là nịnh hót gì, nhưng mà tôi rất cái ngưỡng mộ, là cái tôi rất bái phục cái cách mà phòng chống dịch của quý cấp lãnh đạo địa phương, từ tỉnh xuống đến thôn huyện của vùng Tây Nguyên đấy các bạn ạ. Tôi rất tự hào và rất chi là kính nể luôn đó các bạn ạ. Vì là tôi có cái giác quan thứ sáu rất mạnh mẽ và cũng rất thâm uyên. Nhiều lúc tôi cũng không phải là sợ già, sợ nghèo, sợ bệnh, sợ sợ chết đâu. Nhưng mà có những video tôi cũng nói cái gì không nên không phải tôi cũng có nói ra, mà có những người thì họ còn thân thiết với tôi, họ còn khuyên tôi bảo là bà bảo là tôi là đừng có nói ảnh hưởng đến luật pháp đấy các bạn. Thế nhưng mà về cái vấn đề mà phòng chống dịch của Tây Nguyên đấy các bạn, thì tôi rất chi là tự hào, và bản thân tôi là cũng hai nhà, một nhà huyện và một nhà phố đó các bạn, mà tôi vẫn đi lại và chia sẻ với các bạn đấy các bạn. Thì cái cách chống dịch của Đắk Song thì tôi thấy cũng là Đắk Nông đó các bạn, thì cũng là rất chi là hữu hiệu, ngay như là rất chi là kịp thời mà tinh thông các bạn ạ. Thì cái đợt mà mở cửa của Sài Gòn tràn về đó các bạn, là Đắk Song là cửa đóng then cài ngay, ra khẩu lệnh ngay, mà lúc nào mà có thể nới được là vẫn mở cửa cho dân để hoạt động, để cứu đói đó các bạn. Còn lúc nào mà nguy cấp là vẫn đóng cửa, thì vẫn cửa đóng then cài kịp thời luôn. Thì tôi cho đến 5 đợt dịch rồi, đến đợt này là đợt thứ 5 rồi. Thế nhưng mà tôi cũng thừa nhận là các bác lãnh đạo của trung ương và địa phương ở thành phố thành phố Ban Mê Thuật và của Đắk Nông đó các bạn, thật ra sự là hiệu quả. Ngay như là bây giờ là tới đây là như bây giờ Tết tới đây là Tết là của Sài Gòn là cũng cửa đóng then cài, cũng vì là nếu như là cái tình hình dịch là tính tấn công mạnh mẽ vô Sài Gòn đấy các bạn này, và tất cả các tỉnh, thị trấn, quận, huyện, mọi nơi, mọi nhà, mọi chỗ, chứ không phải là gì riêng Sài Gòn, nhưng mà Sài Gòn là mạnh đấy các bạn ạ. Vì thực ra là Sài Gòn vẫn còn cái kiểu sống xô bồ đấy các bạn ạ. Thì bản thân tôi cũng từng đã là sống ở Sài Gòn rồi, nhưng cái cách sống của Sài Gòn thật sự là xô bồ đấy các bạn ạ. Thì tôi rất tự hào về cái cách lãnh đạo của Tây Nguyên đấy các bạn. Thì ngay ngay như là các nói chung là về các chính sách là rất chi là nghiêm ngặt và rất chi là hữu hiệu và thực tế các bạn ạ, và cũng nhanh gọn lẹ. Nói chung là ngay như bây giờ tôi cũng rất tự hào. Thì những nhà mà kinh doanh đấy thì nhiều lúc cũng phải thương đến tính mạng của cộng đồng, của muôn dân. Bởi vì là tình hình này là tình hình chung, mà quân dịch này nó đang hoàn hành, nó đang phát triển nữa. Gọi là nó đang đĩa, đã đang lai thì nó đang đĩa, mà nó gọi là tăng trưởng đấy. Tăng trưởng âm binh âm khí nữa. Mà nó đang lộng hành nữa các bạn ạ. Mà tôi rất chi là tự hào. Thì tôi cũng không phải là nói tâng bốc gì, nhưng mà sự thật các bạn ạ, thì là hiện giờ là Đắk Lắk là cái tỷ lệ phải thừa nhận rằng, các bạn phải thừa nhận rằng là tỷ lệ tử vong là về Covid là ít hơn trong toàn quả địa cầu đấy các bạn ạ. Nói về Đắk Ban Mê Thuật và Đắk Nông đó, Đắk Lắk và Đắk Nông đó các bạn ạ, về cái tỷ lệ tử vong của Covid là thấp nhất so với toàn quả địa cầu đấy các bạn ạ. Thì tôi cũng rất chi là qua đây tôi cũng xin lời kính chín lời cảm ơn đến quý cấp lãnh đạo địa phương, rồi tỉnh thôn huyện và cấp trung ương. Thì ngay như bản thân tôi là tôi cũng được tiêm hai mũi vaccine của Mỹ rồi, mà cũng không phải vì hai mũi vaccine của Mỹ mà tôi nói mạnh mẽ và tôi cũng tâng bốc như vậy. Thực ra thì tôi lúc tôi đi tiêm đó các bạn, thì tôi cũng có nguyện với cha Ngọc Hoàng Thượng Đế, mẹ Phật Mẫu Chiêu Diêu Trì là thần Phật thánh tiên,
Tôi còn ra tôi hỏi cái người tiêm là thế em tiêm thuốc gì cho chị, thì cái người tiêm cũng bảo là cái chú nó là người ghi giấy tờ trước, thì chú bảo là em tiêm thuốc Mỹ. À, thế thuốc Mỹ tên là gì em? Thế em mới nói là Carinati. Thế thì tôi mới bảo là cái em bên trong là em khó chịu rồi nhé, em mỗi lần sau chị này mà ra tiêm thì không tiêm cho chị nữa. Thế nhưng mà tôi cũng xin với cha mẹ với thần Phật thánh tiên là xoay chuyển cho tôi tiêm thuốc Mỹ, chứ nếu như tôi mà tiêm thuốc Trung Quốc tôi cũng không tiêm các bạn ạ. Tôi cũng nguyện từ ở nhà rồi vậy, mà nếu có thuốc Trung Quốc tôi ra tôi hỏi mà đúng thuốc Trung Quốc là tôi về luôn đó các bạn ạ. Thế là lúc tôi đứng lên thì tôi định lấy cái loại đấy tôi tiêm, để tôi còn biết được cái thuốc Mỹ hay thuốc Trung Quốc đấy. Thì để xem tình hình là tôi cứ thử xem coi là có đúng là tiêm cho tôi thuốc Mỹ không, hay là tiêm tiêm thuốc Trung Quốc mà nói thuốc Mỹ đó các bạn. Nhưng mà không đến mức như vậy đâu, nói sai chắc cũng bị xử tội chứ các bạn. Thế tôi cũng không làm quá đi. Thế xong đấy là tôi cũng, nhưng mà bản thân tôi là bởi vì là nó lại theo các mũi sau, mũi trước đã tiêm thuốc Mỹ thì mũi sau cũng tiêm thuốc Mỹ, mà mũi trước tiêm Trung Quốc là mũi sau cũng tiêm Trung Quốc đồng loạt các bạn ạ. Chứ làm sai cũng không được. Vì hôm nay tôi chia sẻ đến cộng đồng mạng trong và ngoài nước thì cũng nên học tập cái cách cái chiến lược của bảy bộ của những vùng Tây Nguyên này. Thì các bạn thấy tôi là người nhạy cảm mà. Thì tôi nói đây là nói bằng thực tế, vì bà tôi là xuất xứ là hiện tại tôi là xuất xứ là người Bắc, nhưng mà hiện tại tôi đang sống ở ở Tây Nguyên các bạn ạ. Thì bảy vùng Tây Nguyên là thực hiện chống dịch Covid là rất rất chi là tuyệt vời. Tôi cảm ơn quý cấp trung ương lãnh đạo của bảy vùng Tây Nguyên đã sử dụng đã chiến thuật chống dịch tuyệt vời từ thôn quận huyện ngõ ngách chi là tôi thấy kịp thời lắm các bạn ạ. Ngay như mà phát hiện một người là ví dụ như là đi test Covid là xong, là ví dụ như là họ còn bảo là chị cứ về đi, nếu như có điện thoại là chị có vấn đề rồi, còn không có điện thoại là yên tâm. Thì nói chung là nhưng mà cái cách chống dịch của Covid của thành phố Buôn Ma Thuột là rất chi là tuyệt vời và hiệu quả, mà phải là cái này là có minh chứng luôn. Có nghĩa là tất cả cái tỷ lệ chết tử vong về Covid của bảy vùng Tây Nguyên là phải nói là hữu hiệu nhất và ít nhất so với toàn cầu của trái đất đấy các bạn. Thì nói chung là chúng ta phải tin có thần Phật thánh tiên gia hộ, nhưng bản thân chúng ta tôi cũng rất tự hào là tôi để được ở sống ở cái vùng Tây Nguyên này, và tôi cũng cảm ơn trung ương và quý cấp lãnh đạo. Nói chung là cái này là phải từ trung ương các bạn ạ, chứ còn nếu như ở dưới mà là cũng đâu có thực hiện được, phải có khẩu lệnh từ ở trên phải không các bạn. Nhưng mà cái người lãnh đạo của trung ương bảy vùng Tây Nguyên này tôi phải nói là quý vị triển khai rất chi là tuyệt vời các bạn ạ. Thì tôi nói chung chung vậy, thì các bạn cố gắng tất cả các lãnh đạo ở các nơi trong và ngoài nước toàn cầu thì thực hiện được như bảy vùng Tây Nguyên này thì hết sức là tuyệt vời đó các bạn ạ. Thì con Covid sẽ đẩy lùi thật nhanh, chứ không có lai rai lâu được nữa. Mà tôi rất chi là tự hào và tự hào về cái bảy vùng Tây Nguyên này thực hiện. Thì ngay như bây giờ là cũng không có xô bồ đâu các bạn ạ. Tôi thấy cũng các quán hiện giờ vẫn đang còn phải đóng cửa đó các bạn ạ. Thì rất chi là nghiêm ngặt. Nhưng mà cái tỷ lệ tử vong về Covid thì là ít nhất so với toàn cầu đấy. Nếu như mà ở khối thị nào là thành phố nào đường ngõ hẻm nào mà bị là cổng bít then cài ngay ở cái khối đấy ngay. Nhưng mà cái cách chống dịch của Đắk Lắk và Đắk Nông tuyệt vời, tôi phải nói là tuyệt vời. Là vì như cái thằng cháu tôi mà cũng có biểu hiện cái là họ cũng cửa đóng then cài ngay, nhưng mà sau khi kiểm tra lại là âm tính thì là không bị đâu các bạn. Rất chi là mạnh mẽ, là kịp thời và đến nơi lắm. Ngay như Sài Gòn mà tràn về cái là ở Đắk Lắk, Đắk Nông là bắt đầu là cửa đóng then cài ngay sau khi
là Sài Gòn cho mở mở cổng tràn về đó các bạn, để bảo vệ cái tính mạng và những người nào mà bị cái là ngăn chặn là đưa đi, một là cách ly, hai là giải cửa đóng then cài tại nhà để điều chỉnh cấp cứu ngay. Và cũng rất chi là tỷ lệ chết, tôi phải thừa nhận cái tỷ lệ chết COVID ở Đắk Lắk và Đắk Nông này ít hơn so với toàn cầu đấy các bạn ạ. Tôi phải dám tự hào về cái vị lãnh đạo của Tây Nguyên và các và kịp thời, thì tôi cũng tự hào mà tôi để khoe như vậy, và tôi rất tự tin tự hào bởi vì là tôi cũng là người mạnh mẽ và tự hào. Nhưng mà về cái vấn đề COVID của Tây Nguyên này là tuyệt vời các bạn ạ. Nói chung là so với Sài Gòn thì Hà Nội thì tôi không phải chê đâu nhé, mà tôi không phải là ươn không phải nịnh đâu, nhưng mà Sài Gòn rồi Hà Nội là phải học Tây Nguyên đấy các bạn ạ. Thì Sài Gòn thì đang bị tấn công mạnh đấy, và cuộc sống vẫn còn xảy ra xô bồ đấy, thì các bạn hãy học hỏi lãnh đạo của Tây Nguyên nhé. Tôi thì tôi mạnh mẽ như vậy bởi vì tôi tự tin rồi, và tôi là sống ở trong cái lòng đất của Tây Nguyên nữa, mà tôi lên cái video này là tôi quả quyết như vậy đó các bạn. Chúc các bạn trong nước năm châu bốn biển khỏe mạnh, và ai ai cũng được tự tin như tôi, và được sống ở một nơi có cái chính sách kịp thời đấy các bạn ạ. Thì lúc đóng lúc mở, nhưng mà đóng mở rất chi là kịp thời, là làm cho cái tỷ lệ tử vong của COVID là rất chi là ít so với toàn cầu đất nước đấy các bạn, về Đắk Lắk và Đắk Nông. Thì các quý cấp lãnh đạo là nên học hỏi cái cách và cái chiến thuật chống dịch của Tây Nguyên các bạn nhé. Chúc các bạn trong và ngoài nước thân tâm thường an lạc, mạnh khỏe, hạnh phúc, bình an.